cá linh này ăn một nhắm kho một cái thôi thôi mấy bạn ơi, cá linh non nữa bạn ơi. Đấy nè, cá hủng hỉnh ôi các bạn ơi, bằng tông nó hồi cho nó nhấc bà nội nó nhấc không được. Ôi giờ mà nước còn uống nhóc hết trơn luôn, còn quá trời nước luôn. Ủa mới tụng giờ ăn cái này hả? Ủa rồi cái bên kia của ai bác Tùng? Hả? Cái bên kia của ai? À. Đủ. Ở bên đây bà... bên đây bà bảy bà đặt luôn đó hả? Có đâu. Có tiếc. Không nước gì không đặt, giờ nước rút đặt chắc kiếm cá. Đặc sản nguồn nước đổ. Ủa nước cạn nhưng mà cái bờ đó con ngập luôn hả? Cá hủng hỉnh xuống luôn. Cậu cháu mình đi kiếm đặc sản nguồn nước đổ nha bạn. Đặc sản cá hủng hỉnh. Nước cũng còn sâu lắm chứ nè. Hút đùi đúng không? Nước này vẫn còn bơi xuồng được. Đây mình thì không thấy ai kéo côn mấy bạn ơi. Tại xài điện hết rồi. Toàn là chích điện hết. Rồi khúc bờ này gì sâu dữ vậy? Nước rút này chảy cá nhiều. Bà thấy vợ bà bảy bà thấy vợ có mà ra bà đặt luôn. Hai cá quả không mời bà không? Trời trời. Ồ ồ cá linh kìa. Con cá kìa. Con này bắt. Con này bắt kìa. Con này mà đặt cỡ chục cái cá linh ăn đá luôn. Biến vợ cái giớn kinh quá. Ở đây cho ít. Để mưa. Mưa. Được con cá chê. Ồ. Cá linh, lau kiến, cua đồng, cá chê lai. Cá này là cá thiểu. Cá này là phải cá linh ta. Cá này là con cá mè lúi nè. Cá mè lúi. Mè lúi. Cùng họ với mình thôi. À cá linh đây. Cái này mưa hôm qua cho anh thấy. Dạ. Mưa hôm qua nguyên ngày. Cá linh. Cá trong. Lòng tông. Ồ, đặc sản không à. Đây. Cá bãi chầu. Thả luôn. Ở đây có cái tép rồi. Ở đây có tép. Có chắc nhiều không? Lai rai. Lai rai cũng được. Rồi vô chơi đi đó, chị tống trước đi. Trời ơi. Có một tầm lắm luôn nè. Ủa ở kinh là chỗ nào bắt đầu? Giỡn cái hả?
nhiêu đây đủ ăn mà. Mấy cá mà khô khô một cái thôi thôi. Bên đó là hổm gài không có người đặt, nhưng mà thấy bắt tùng mình đặt có bạn, cái người ta đem ra ta đặt luôn. Nhiều đây là một cái nè, mấy bạn nghĩ thử cỡ chục cái thôi. Chục cái vớn giống gì hay là ăn bán có tiền luôn. Mấy này dễ ăn lắm các bạn. Cá này mấy bạn bằng xong mấy bạn khô quẹt. Khô khô. Ăn thôi khỏi sợ mất xương. Chết bộ mày. Dạ. Ngại bữa nay xui nó quá thấy không? Hôm qua nhiều không có Tùng? Hôm qua cũng ít. Bữa nay tép nhiều nè. Hôm qua mưa mà bữa nay tép nhiều nè. Má hôm qua được tiếng bắt thấy được. Tép tép. Tép này mày chiên bột ăn thôi thôi còn gì bằng. Ngày giờ không câu tôm mà không có câu tép nữa đâu. Đi câu trùng biển nó dễ câu hơn. Con không chơi với trùng biển. Đấy. Con mua tép gông này câu. Cái bự bự bắt cùng lấy thì con lấy cái nhỏ nhỏ vậy mà. Ta Linh nhóc chân, Linh lùng tông. Này khô 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 quẹt ăn rồi đúng không? Cái này là cái dẫn con. Đâu có đâu phải cái dẫn. Cái dẫn nào. Đâu. Tép như giờ nó muốn bự chân ha. Ừ, tép bự có bự bự cái này. Ủa mấy ngại nó xui có đâu mà để tép nhiều hơn. Nó xui. Ít quá ổng làm biết lại đại. Nó chợ mua trùng biển câu luôn cho lẹ. Trùng biển giờ biết con gì chưa? Nó bán còn gì? Không, nếu mà nước trong này lại là ký 600 ngàn rồi. 650 700 ngàn. Không mua là 100 gram á ông câu. 100 gram nhiều khi ông câu ngày một. Trời 100 gram câu có lát rồi. Dụ mẹ thấy đâu có nhiều con. Trùng biển con nào con nó còn đủ ấy. Mẹ câu có tốn tiền, có tép câu tép. Nó đâu có nhiều con đâu. Tại ông câu cơm gạo mới câu trùng biển. Nó nhạy ha. Có nước cỡ sống nè. Cho vô cho đấy. Mấy tép nhỏ nhỏ ở đây đừng đắp trên. Chết nhỏ nó trùng trong cái vết này nhóc trên nó nhóc trên.
đóng mà. Mưa nó không chạy. Cá ép con. Chịu rồi đó không? Nó có nhiều con đó. Cái này bị mưa hôm qua nó không chạy. Cá nhỏ cá gì mà nặng nó nặng chim bột.